Trong các ngày mùng 9, 17 và 18 tháng 8, Vietinbank đã trao ủng hộ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu mỗi tỉnh số tiền 5 tỷ đồng để tăng thêm nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Để tiếp tục sẻ chia khó khăn, chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19, Vietinbank hỗ trợ mỗi tỉnh số tiền 5 tỷ đồng. Tại Đồng Tháp, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã tri ân sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vietinbank. Những hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Vietinbank đã góp phần cùng cả nước và tỉnh Đồng Tháp có thêm nguồn lực tập trung phòng chống dịch. Dự kiến trong thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục trao ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.